Đầu tiên mọi người chưa quen cứ tập 3 giờ hít hít vào lần nữa này, thở ra. Nhưng tay đó hít vào này, chưa? Cái này tương đối khó làm, nếu như làm chủ được hơi thở rồi 5 tỷ thì nó giống như thế, chỉ có cái khi ngưng giữa thôi. 5 tỷ này thì vào này, ngưng thì vào lần nữa này, đây là lần ngưng dài này, thở ra, ngưng thở ra lần nữa vào. Hiểu không? Ok rồi. Bây giờ để nói về tập cách tập ở bụng như thế nào, bởi vì có những người đã có sự trải nghiệm hơi thở bụng rồi, nhưng có những người chưa biết cách để mình thế nào làm cho cái bụng mình nó thở được như thế, thì bắt đầu phải làm thế nào bắt được cái nhịp, cái nhịp của nó làm thế nào mà lúc mình hít vào đó thì bụng nó phải thở phình ra, và lúc mình thở ra thì bụng nó phải thọp lại, thì bắt cái nhịp ban đầu được như thế thì sau đó cứ cứ thế nó automatic tự động nó đi theo. Ghi nhớ không luyện tập, bởi vì mọi người mà thổi ra một cái là cả cái phòng này ngồi không một lúc. Mọi người chỉ cần yêu cầu tôi luyện tập 2 năm đầu á, hoặc là giỏi người nào mà chuyên cần là 1 năm đầu, luyện tập cho được thấu ngộ, không phải thấu ngộ mà trải nghiệm cho được hơi thở 2 tỷ 3 tỷ là đối với tôi là quá quá tốt rồi. Hàng năm là bên tôi có mấy người ở bên Tây Tạng họ sang học là năm nào cũng qua học, xong rồi về mấy người là học rất giỏi, học còn chưa đầy một năm nhưng mà đạt được cảnh giới của anh trước, cho nên học trò tôi học gần 4 năm rồi mà nó có thời gian hỏi rồi, chẳng thấy em gần quá có thời gian, nhưng mà sau đó gặp thấy nó ngồi nhiều thời gian, ngồi nhiều thì vô tư thời gian tâm có học. Em ạ, thế khi mà thở ra hay hít vào lúc nào phải cuốn lưỡi? Đúng rồi. Trừ trường hợp tôi nói thì tôi không cuốn thôi. Luôn luôn. Cuốn lưỡi, miệng ngậm. Luôn luôn, cứ ngậm ngậm miệng. Ngậm miệng. Có cần phải nếu người ta khi mà nối hai mạch nhâm đốc thì có phải nhíu hậu môn? Cái này từ từ, đốt chạy rồi đó. Cái này lúc mà anh trừ đến thưởng thức và bắt đầu hành tức mình sử dụng để nhíu hậu môn. Nhưng mà đến khi tưởng tức á, thì bắt đầu để tập luyện nó, để nó làm cái phương tiện cho hành tức. Nhiều hồi muốn là giống cái bơm thì nó còn khí đến, hoặc là nó dựng khí lại. Thưa thầy, cho em hỏi một chút ạ. Khi thở thì có phải thả lỏng người không ạ? Thả lỏng chứ. Vâng. Tôi như thở như tôi nói đó, ngồi thì kiệt da thì thả lỏng, ngồi lên tay thì người dưới. Và lúc mà như tôi cứ thấy đó, nên tôi chỉ tay cho mọi người thử đưa ra tôi rằng, bởi vì sẽ có cái bài tập. Nhưng mà này, em thử là ấn cái cơ này xuống thì cả cái phần trên nó sẽ bị rất là cứng, không phải làm được. Đúng rồi. Khi phải tập. Tập từ từ. Đầu tiên nó sẽ căng, nhưng mà làm thế nào mà mình cảm nhận được nó được? Mình cảm nhận được đồng đầy, đúng không? Ví dụ như mình bây giờ mọi người ngồi đây bây giờ cảm thấy được, nhận được cái tay của mình đó, cảm nhận được cái tay đó. Sờ vô đây mình thấy có nhiệt độ, mình thấy con từ, mình cảm thấy cái mùi mình chưa chắc. Thì bắt đầu mình phải đặt cái tập trung thật ý chí vào đó rồi mình. Thì kết thúc tôi sẽ biểu diễn một cái
tôi không những điều khiển được nội tạng mà tôi điều khiển được những cái phần vô cơ trong cơ thể, giống như móng tay, cái tóc này, tóc nó đồng đầy, nó ngoại thế này chẳng hạn. Được không? Mọi người nghĩ được không? Thế như có một người nào muốn hỏi? Có chứ, nhưng mà tôi đang bị nói thì chị lại nói. Thông thường hơi thở để luyện tập một cách bình thường á là bắt đầu hít vào và thở ra. Hơi thở bao giờ cùng tập cô về hả? Cô đi tàu về, đi về làm để rằm. Tốt cả cô chịu khó làm lễ 13, 2 lễ 16. Sư cô là một sư cô cao và sư cô sắp chuẩn bị kế tục sư ba của chùa Dụng Thách ở trong Huế, mà sư cô rất thích về khí công để trị bệnh. Nên là tôi mà vào Sài Gòn thì cô nghe, tôi không bảo đâu, nhảy Sài Gòn về, về nhảy về ra đây. Thì cái hơi thở mà mọi người là khi hơi thở vừa rồi tôi nói là hơi thở 2 tỳ, cái cách tập hơi thở 3, 2 tỳ như thế nào. Và mọi người nếu như trong quá trình luyện tập chỉ tập cho tôi hai cái là hơi thở 2 tỳ với 3 tỳ là được. Và tập đồng công, tôi sẽ bày đồng công tập hơi thở như thế nào ở đây. Và trong một phần tỉnh công cho hơi thở 2, 3 tỳ. Phần tỉnh công thì tôi không yêu cầu cho mọi người biết, nhưng mà để biết chứ không có tập. Hiểu chưa? Chỉ biết chứ không có tập. Bởi vì các cái vị chuẩn bị cho tập thêm một cái dao, nhớ lấy phần này nhá. Phần này phải vì họ không phải gì chứ nhớ. Cái hơi thở về, đầu tiên tôi nói về cách hơi thở đơn giản nhất để cho tập thở cho được á. Bình thường một cái hơi thở mà mình bắt đầu luyện tập bao giờ cũng phải hít vào trước, thở ra sau. Nhưng riêng để mà luyện tập khi mà chưa nắm bắt được cái kỹ thuật của hơi thở bụng thì bắt buộc phải thử dùng một cái thủ thuật rất đặc biệt. Đó là như thế này, đứng bình thường, dùng tay này đè vào trong bụng, vừa đè vừa phục khuỷu mũi xuống và thổi ra hết. Mọi người đừng tao tôi nói rồi nha, thổi ra là đè ra, thổi ra hết, vừa đè ra này thổi ra hết. Thì bắt buộc hết hơi rồi mình đứng dậy thì cái bụng nó phải sinh ra và hơi thở từ đồng nó tràn vào. Thì khi nắm bắt được cái nhịp đó đầu tiên rồi là bắt đầu từ thực tế thở ra. Có hiểu không? Này bắt đầu này, đè xuống này, đè hết, hết hơi rồi bắt buộc phải hít vào và đừng nghe thả tay ra. Thì khi bụng nó tự động nó phình ra, nên là mình bắt được cái nhịp là hơi vào bụng phình ra, và bắt đầu mình thở ra thì bụng nó thọc lại. Mà chưa quen thì mình đè thêm tiệm tí nữa, nhưng lúc này thì ngậm miệng. Và nếu như chưa quen nữa thì túm, bắt đầu đè vô, thở ra này, hít vào, bụng không ra nhưng mình cứ kéo cái thắt lưng ra để cho nó tập cái thói quen, nó mặc định trong cái ý chí của mình đó. Thì đó là phương pháp. Và một cái kinh nghiệm là nằm tập thở bụng dễ hơn là ngồi. Lúc mà nằm ngửa thoải mái là đúng á, thì khi mình hơi thở lên thì dễ hơn là tập thở. Thì nếu như ai chưa nắm mắt được hơi thở này á thì nên về cái tập. Tôi có sáng tác ra một môn gọi là treo đo câu, mọi người này rất biết rồi. Nhưng đối với mọi người tôi chỉ nói tập đến hai loại hơi thở là 2 tỳ với 3 tỳ thôi. Để tập cái hơi thở bụng, cái này là để mọi người tập hơi thở treo đo công dùng để luyện tập hơi thở bụng và tâm thân ý hợp nhất. Nhưng mọi người chỉ dùng hai cái động tác này để tập hơi thở bụng, không cần phải xoay đô cho đẹp. Sau này có cái đợt tới đây như tôi nói vừa rồi, tôi sẽ chia sẻ
đẹp và đúng hơn. Nhưng mọi người chỉ nắm bắt cái này kỹ thuật rất đơn giản để phụ trợ cho cái hơi thở của người rồi này. Nên này, đầu tiên mình ngã người ra đằng sau, thọt bụng lại, không thở vô, không thở ra gì hết. Bắt đầu từ từ hít vào, người tới thì bụng tới và hít vào. Một cái câu khẩu quyết đơn giản: người tới trước, hít vào và bụng vinh ra. Này, thở ra, tay thả lỏng. Lúc nào ai hỏi là tay thật thả lỏng, và cái hai cái tay ấy, xoáy từ trước tới này, rất đơn giản. Hít vào này, tới thì bùng bùng tới và hơi thở vào. Luôn luôn nhớ cái khẩu quyết thì mình tập một hồi này: bùng vào này, ra, vào, ra, ra sau thì thọc bùng xẹp lại, tới trước thì bùng phình ra. Rất đơn giản. Thì khí ấy nó mới kết hợp về hơi thở với cái thân của mình, để dần dần nó làm quen về tâm thân. Khi mà làm đến nhiều này 3 lần rồi này, quay bên này, quay trên gót cái, nhấc gót cả hai gót lên là tự động nó quay sang bên này, ra bên trái. Đi vào, để ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, quay này. Mình cứ quay đi quay lại như thế rất đơn giản, và bắt đầu hơi thở ba thì vào, ngưng. Nhưng mà tập cái này thì không nên tập ba thì nghịch, chỉ tập ba thì thuần thôi, để cho nó quen với cái hơi thở thôi. Tập ngồi với tập ba là hơi thở nghịch. Thì vào này, bùng lên, ngưng. Ngưng thì nên để cái chân này nó lay động con người mình, cho hai cái tay nó thả lỏng nhé, để mình tập cái thả lỏng cái tay này. Dùng cái gót chân như mình lay này, thở ra, hít vào, ngưng. Ngưng đi luôn lên bụng đây, lấy hơi thở thuần, thở ra. Đơn giản không? Tập đây sẽ có hiệu quả, làm quen được hơi thở cũng khỏe lắm. Như 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 thấy. Nắm giữ hai cái phương pháp này, mọi người sẽ, với cái lý thuyết tôi vừa nói, mọi người sẽ tập và sẽ có cái sự trải nghiệm, và sẽ thấy hơi thở của mình rất là khác, nó sẽ khác, và thấy cơ thể mọi người sẽ khác. Bây giờ nói về, quay trở lại cấu trúc của hơi thở. Hơi thở hai thì bây giờ là cái tầng này, là tầng vừa rồi là mọi người tập được cái đó, đó là cái cảnh giới của tưởng tức. Nắm vững được nó rồi, đưa nó vào trong đời sống hàng ngày, khi ở mình mà nó tạm thời là đạt được cảnh giới sơ đẳng, là cảnh giới của tưởng tức. Và cảnh giới tưởng tức đó thực sự ra nó là cảnh giới cao nhất của tiềm tức. Cái tiềm tức cuối cùng cũng là hơi thở hai thì. Nói cho mọi biết nhìn nhá nhá. Thực sự ra là nó thấp nhất, nhưng mà nó đã đạt, lúc mà nó đã qua đến một cảnh giới nào đó rồi á, thì nó là cao nhất. Cho nên đừng coi thường hơi thở hai thì. Hơi thở vào ra. Hơi thở hai thì mà muốn tập luyện tốt, để nên là cảnh giới của tưởng tức có sự khống. Vừa rồi là không phải là có sự khống chế của tư tưởng nhá. Vừa rồi là chỉ mà hơi thở tự nhiên vào ra của thở bụng thôi. Bây giờ bắt đầu có sự khống chế của tư tưởng. Điều tiết của hơi thở như thế nào? Thì nó sẽ có hai cái phương pháp tập luyện cho hai cái hơi thở này. Và nhắc lại, chưa sử dụng hơi thở ba thì nghịch,
Ba thì nghịch là để cho đạt thành trần trung đẳng và giảm liên tập. Hơi thứ hai thì ngày nay thì trong những người mà đã học tôi thì đã biết rồi, bây giờ nhưng tôi sẽ dạy lại cho tất cả mọi người và dạy chung hơi thứ hai thì. Hơi thở hai thì cấu trúc của hơi thở hai thì là hít vào và thở ra. Nó có mấy loại. Nếu như mình chia khắc của nó ra, khắc một và khắc hai này, hai cái khắc này này, vào ra. Nếu như chia khắc của hơi thở ra thì nó sẽ có cái sự biến thiên. Cái biển thiên này là trong cái kinh thỉnh kinh ở bên Tây Tạng mà của bên Tây vực mà của bên Tây phương cực lạc khi đó của thầy Trò Đường Tăng mà Tôn Ngộ Không ba lần chứng danh ta là tôn hành giả, giả hành tôn, hành tôn giả. Biển thiên hai cái này là cái này của ba thì về riêng cái hai thì thế này nó có ba loại. Loại thứ nhất là hơi thở hai một, là hơi thở một một. Một một tất nhiên là hai thì hít vào, hơi thở cái thời gian cái khác này này, hai cái khác này bằng nhau, vào ra thì thời gian của hít vào bằng thở ra. Thời gian rất đơn giản, hít vào này, ví dụ như tôi hít vào 10 giây thì khắc của tôi dài thì mở tùy theo khắc 10 giây. Thở ra. Đó là hơi thở 1-1. Có nghĩa là hai khắc này. Nếu ai khắc ngắn 5 giây thì 5 giây thì vào và 5 giây thở ra. Ai dài hơn khoảng 30 giây thì 3 giây thì vào ba. Cái hơi thở thứ 2 là hơi thở 2-1. Chỉ thấy có sông Lam nghề tỉnh cái gì đây nhỉ. 2-1 là cái hơi thở hít vào dài gấp đôi, vào bằng 2 ra, gọi là hơi thở 2-1. Bây giờ tôi vào này, dài rất là dài này. Tôi vừa vào khoảng độ, ví dụ tôi nói 10 giây. Vào lâu hơn gấp đôi này, không có ngừng nha. Hiểu không? Cái hơi thở thứ ba, 1-2, hít vào, thở ra dài bằng. Vào chỉ bằng 1/2 ra. Thì cũng tùy theo cái khác của mình. Nếu nhưng mà có đừng có nghĩ rằng bấm đồng hồ hít vào 5 giây, bấm đồng hồ ra 5 giây mà nó chỉ là đại tượng trưng như thế. Nó dài hơn. Dài hơn bao nhiêu mình cố gắng dài gấp đôi là càng tốt, mà không thì ngắn hơn như thế. Nhưng bắt buộc nó phải dài hơn hoặc là ngắn hơn để mình tập tiết chế, khống chế được hơi thở. Tập dần dần mình quen, mình không nhớ hai thì ngắn cái này dài này, cái này vào ngắn này, cái này ra dài. Dần 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 khi đó là quen nên mình làm chủ được hơi thở, khống chế được hơi thở, làm chủ được hơi thở. Và làm chủ được hơi thở là hoàn toàn làm chủ sinh mệnh, làm chủ sự sống. Điều này là chắc chắn. Xóa nha. Quay cho mọi người. Cái hơi thở hai thì rất đơn giản tí, mà lên hơi thở ba thì còn phức tạp hơn một tí. Riêng mọi người thì không nên tập bốn thì. Đệ tử của tôi chưa có, trừ hai vị ở bên Tây Tạng ra thì chưa có vị nào đạt
cảnh giới tập được 4 thi với 5 thi. Vậy nên tập đến 23 thi mà thời 3 thôi. Thời 3 có nghĩa là tập 3 lần một hơi á, thì đã mất gần khoảng được 1 tiếng đồng hồ. Mà lên 4 thi một cái là ít nhất phải 3 tiếng mình xong được 4 thi, mà 5 thi nữa thì vô tình tập mấy cũng được, tập ngày này xuyên ngày qua ngày khác cũng hết. Nếu như mà nhích lên một ký là tập thời 5, có nghĩa là 5 hơi thở một lần tập, là một lần tập cho một kiểu hơi thở, thì mọi vì không có thời gian để tập đâu. Hơi thở 3 thi này bắt đầu cảm thấy hơi thở nó phức tạp lên được không? Nhưng mà rất thú vị, được theo dõi thú vị lắm. Mình là chỉ lúc ấy là chỉ có mình nhìn vào trong mình và nhìn thấy mình về hơi thở, không cái tấm của mình không còn quán tưởng ra phía ngoài và chặn được mọi cái tạp niệm, mọi cái ý niệm bung xuống trong đầu. Ví dụ như hôm nay kiếm được bao nhiêu rồi là chỉ có mình về hơi thở thôi, mình quán chuyển mà làm chủ được hơi thở đó. Hơi thở ba thi, ba thi thì nó có rất nhiều kiểu, nhưng mà bắt buộc phải nhớ lại năm loại. Năm loại chính, ba thi là chỉ có năm loại chính thôi, nó rất nhiều kiểu, biến thiên ra là rất là nhiều kiểu, nhưng mà phải nhớ lại ba loại chính và nên luyện tập ba loại chính này đó. Cho nên tôi bảo là ba thi mà học trò tôi vẫn chưa có ai luyện được hết là bởi vì nó cần thời gian rất là nhiều. Đi hơi thở hai thi mà thấy đi được giỏi mà là mừng lắm thôi. Ba thi thì cái đầu tiên giống tương tự như thế. Hơi thở đầu tiên là gì? Một. Bây giờ để tôi biểu diễn lại cho tôi mọi người. Bây giờ biểu diễn cái hơi thở hai thi trước nha. Một một này, hít vào. Bằng thở ra. 2-1 này, hít vào, gấp đôi thở ra. Chuyển cái vùng của tôi. Thở ra. Một hai này, hít vào nhanh này. Dù sao nhanh hơn mà là từ đầu không được dính đâu. Nó thở ra gấp đôi này. Bây giờ hít thở 1-1-1 cùng với tiền ngưng bằng nhau. Hít vào này. Ngưng. Thở ra. Mình nghe là hít vào. Ngưng, ba thì là bằng nhau. Vào, ra, để bằng nhau. Vào, ngưng, bằng ra. Cái loại thứ hai, cái loại này là A này. B là tương tự như thế. 2-1-1. 2-1-1 có nghĩa là hít vào. Thời gian hít vào bằng thời gian ngưng và bằng thời gian thở ra. Nhắc lại là tương không phải là nhất quán, là ví dụ hít vào hít vào 10 giây cho hít vào thì phải 5 giây ngưng và 5 giây thở ra, nhưng mà đại khái là như thế chứ không phải là 5 giây là như thế, nó dài gấp đôi là được rồi. Bây giờ hít vào thật dài này. Ngưng. Thở ra. Bây giờ cái tay của tôi để tượng trưng cho thì thì nhưng cái bụng thì biết là cái bụng tôi là vẫn chỉ biểu cái tay này, cái bao này. Cái này là băng khắc này, cái này băng khắc này này. Ngưng. Thở ra. Đó là 2-1-1. Cái này như toán lập 2, lập 1, lập 2 như đó. C là 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1 là trên đây. Ngưng bằng
Khi ngưng bằng khi hít to và bằng khi thở ra. Thì vào này. Ngưng. Thở ra. Vào. Ngưng. Thở ra. Cái loài hơi thở thứ tư là 1 1 2. Tất nhiên là thời khi cuối cùng này này dài bằng hết thở vào và thở ra. Hít vào ngưng bằng nhau, hít vào này ngưng bắt đầu thở ra. Mọi người hiểu chứ? Ở đây rất đơn giản nhưng mà tập không đơn giản. Còn loài nào nữa không? Có thể nếu như mà cao thủ bọn tôi mà mấy người mà cao thủ á sẽ luyện khá hơn một tí nữa, nhưng mọi người thì không được, không nên, sẽ bị không làm chủ được. Ngồi mà chỉ đếm bên thờ đến hơi thở mấy rồi là coi như làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu quên mà. Cho nên là cái theo dõi đây của cung tộc cho đến 4-5 tiếng hồ vâng biển mình chưa được cái gì hết. Quên là làm lại, quên là làm lại đó. Cho nên đừng có để ý đến nó. Có thể mà nếu như cao thủ như mấy đứa này mà tập, mấy thầy này mà tập cho quen rồi thì bắt đầu có thể là 2-2-1 đúng không? 1-2-2. Bởi vì nếu như con số 2 thì thêm. Và có thể giỏi hơn nữa là tập không lấy nửa, lấy nửa ba thi, nhưng mà có thể là tôi tập 3-1-1 để làm gì thôi. Không biết là ba thi tôi hít vào rất là lâu này, ngưng tập 3-1-1 thì nó vô biên vô tận lắm. Tập có thể để nếu mà chế cái thêm cái này ra, tập có thể 3-4 tiếng đồng hồ cho riêng cái loài hơi thở này không chưa hết. Cho nên là mọi người chỉ nên tập cái này, ngồi thật yên tĩnh và theo dõi cái hơi thở của mình. Khúc nào vào thì ngắn, khúc nào thở vào ngắn hay là thở ra dài, như thế là mình nhập tâm và chỉ có theo dõi chính mình. Và cũng là hơi thở nó chạy phía trong mà thực sự là đưa cái tâm thức mình vào, bắt đầu từ từ biết cách để nhìn vào trong, nhìn vào trong nội tại của mình, rồi vào trong tâm thức của mình. Thực sự ra là cô ấy đi rồi hả? Các vị tu hành nhất là thiền tông thì các vị biết là khi họ tập thiền nhưng mà không biết phương pháp này. Cho nên có những người tập 20-30 năm rồi mà tâm vẫn không, vẫn còn nhiều tạp niệm. Mà tôi nhìn vào người là biết ngay còn tạp niệm. Mà khi họ bài cho họ biết cách theo dõi hơi thở này rồi á, thì cái tạp niệm không còn, là chỉ còn họ và hơi thở. Rất là hay, cho nên tôi đi dạy ở đây là dạy lần kỳ công, nhưng mà họ không biết tôi là ai, bởi vì bên yoga cũng mời dạy những cái khóa cao cấp, bên Phật giáo cũng mời dạy, và thậm chí bên tình đồ cũng mời dài, mà bên thiền tông cũng mời dài, mà bên mật tông cũng mời dài. Cho nên là tôi chỉ dài hơi thở này, cái trải nghiệm về hơi thở này. Và cái thứ nhất, cái trải nghiệm không rồi mà chỉ cho họ biết được cái quyền năng của từng cái loài hơi thở này, nó nhằm mục đích gì, vì sao phải nó làm như thế, mà làm như thế để nhằm mục đích và nó đạt được cái quyền năng gì, thì phải chỉ cho họ ra nữa. Thì còn ví dụ như bên mật tông thì dài kiểu khác, thì hơi thở này ví dụ cái này, câu này, câu chủ này là nó rơi vào hơi thở nào nó mới đúng. Nó chơi ví dụ cái chữ nam mô thì chữ mô là cái gì nào,
chi ngắn hay chi dài, mà chi ngắn thì nó nhằm mục đích, chi dài nó nhằm mục đích, chứ không phải là cứ luyện cho thật, cứ đọc cho thật nhiều là lọc là đạt được được giải thoát nhanh hơn lắm, có đó. Vậy này là cũng có, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái căn cơ dữ lắm. Đọc cho thật nhiều nhưng mà nó vòng đồng một cái là hết. Một cái tạp niệm vào, một cái tạp niệm ác vào, một cái là bao nhiêu. Con đọc khoảng đồ mấy ngày là có những trì chủ đại bi chung ra gặp thằng đụng xe chỉ câu định mè nghe là hết, không đứng đi ra chứ. Nên là thưa thầy là khi em thở như thế này, ví dụ như này, thì em có thể là một là thở theo cái A không thôi, hay là luôn một mạch luôn là A B C D luôn? Dạ. Thì tôi chỉ yếu cầu hơi thở vô một đường là tôi mừng lắm rồi. Tiền thế. Thế em nghĩ là rất nhiều người muốn hỏi câu này ạ. Bởi vì là cái này là tập, không những tập về nội lực của hơi thở, mà tập cái quan trọng nhất cái này đạt được đó là làm chủ được hơi thở. Tập ý chí để mình, ý chí không, tập cái sự tĩnh lặng mà không có tạp niệm, chỉ có mình và hơi thở, ý mình và hơi thở. Và mình làm chủ được hơi thở, vì sao làm như tôi làm chủ được. Thì nào ngưng bao lâu tôi ngưng được, thì nào ra tôi ra được, chỉ chắc là được. Rồi còn 2 thi, 4 thi, 5 thi nữa, làm chủ trước kia nữa. Mà làm chủ hơi thở là rõ ràng làm chủ được sinh mệnh, làm chủ được tiềm thức và làm chủ được cảm xúc. Những cái bài giảng của thầy có gì phải không? Bởi vì thực hiện ra tôi giảng tiếng Việt, tôi giảng tiếng đi lung tung hết, đi khắp nơi. Không chỉ là bên Ý có cái lớp học của họ nói về khí, nói về năng lượng mà họ chưa bao giờ biết, chỉ có bằng tư duy để đoán ra nó là cái gì. Bây giờ họ muốn nghe, muốn nhìn thấy năng lượng là gì, chứ nói mãi cái bọn tôi lý thuyết đủ rồi. Nên họ mời tôi sang một chuyến vé, ví dụ như máy bay, bay sang chờ 2 tiếng đồng hồ, bay sang trong biểu diễn 15 phút mà chê 500 euro. Ví dụ như thế, mọi người lúc này là mới thấy khí ấy, chưa nghe gì hết. Con muốn nghe, con sờ được nữa. Sờ nó khí với nó chạy nhất, ví dụ như một... Ví dụ tôi cho sờ, vì tôi biết cho tôi khí tôi nó chạy đến đâu, mọi người theo sờ được. Ví dụ như như đây chẳng hạn, tôi muốn cho mọi người khí nó chạy như thế này bình thường. Đây là không phải cái mạch này, bây giờ tôi cho khí nó chạy nó đập này. Thì mọi người có thể sờ được. Nhìn thấy được, nhìn thấy một con sờ được. Và thậm chí con nghe nè. Cái cho nghe này. Bình thường nó tỏ ra bắt đầu thì nó chạy nè. Bây giờ nghe, bây giờ tôi vận cống và mọi người không thể không nghe gì nè. Bây giờ tôi vận cống cho khí nó vào là bắt đầu nghe nhạc hết. Có nghĩa tương đột trước có thể đánh thành nhạc nó bằng nghe khí nó. Quá làm thế đây lắm lắm đấy. Khí ra nhà làm 3 cái đấy lắm lắm tiền vẽ là dân tộc mình chưa kể tiền à, dân tộc mình còn chỉ đắt thắng cái game là còn bù được xong. Nếu như mọi người mà càng thực sự ra là tôi không muốn thu mọi người nói thu lệ phí, tôi không đồng ý, nhưng cũng ngon nói tôi phải đồng ý. Bởi vì là rút kinh nghiệm rồi là đăng ký vấn đề, nhưng có những người đến cho biết cho chơi chứ không phải đến để học, cho nên họ phải thu lệ phí. Và tôi có ra một cái lệnh nhưng mà không biết họ chấp nhận không. Ai không có điều kiện không thu. Không biết về bên đại ca. Thưa thầy, kiến thức của thầy là vô giá. Không. Cái cơ sở là chia sẻ để cho mọi người cái. Nhưng mà mọi người cứ càng học càng cao lên á thì sẽ không có. Lúc ấy tôi không còn phải thu tiền mọi người nữa, mà tôi trả tiền cho mọi người để nó. Nó nghiêm túc. Không.
và mày đứa to mà tôi nhìn nó suốt mà nó chạy lắm đi chỗ khác. Cái hơi thở từ 5 cân nắm vững là không phải những cái hơi thở vừa đẻ ra đó, mà cái hơi thở này là cân nắm vững. Hơi thở E, A, B, C, D, E là hơi thở 1. Có hiểu gì không? Vô cùng có nghĩa là cái trình ứng này này dài bao nhiêu như có thể. Và chính cái hơi thở này là hơi thở quyết định, quyết định cái tâm thức và cái khả năng, cái những cái thành tựu của hơi thở ba thì. Ví dụ tôi thì hôm nay không thể, thứ nhất là ngày gặp ngày rằm 14, 15, 16 là năng lượng của tôi kém nhất và tinh thần kém nhất, và ba đêm không ngủ từ mấy chục năm nay rồi, 14, 15, 16. Ai mà đọc Facebook và đọc blog của tôi thì biết chứ. Trong 3 ngày này là tôi thay trị bày dữ nhất. Trị bày nội tục, viết thư, tầm thơ, tầm bày, tầm bà đó. Nhưng mà cái thành tựu và trong sáng tác nghệ thuật đô là cũng thành đạt được nhất trong 3 ngày này. Nó giúp cái tính nhạy, nó rất là nhạy cảm. Cho nên có thể nhỏ những đột phá rất là, nhưng mà người rất là mệt mỏi. Thì... thì tôi chưa thể biểu diễn được, nhưng mà có thể biểu diễn được, có nghĩa là có thể. Bởi vì hôm nay tôi cũng đưa đồ đi theo nữa. Có thể là dùng cái thi ba thi và mọi người có thể là để... Cái này là tôi dạy học trò tôi, nó luyện lúc mà bọn tôi là phải bắt mạch về lắc cuộc sống hoặc là gì. Bọn tôi muốn phát hiện bệnh tình trên cơ thể của bệnh nhân á, là phải luyện bàn tay nhạy cảm một cách tối đa. Đụng đến cái là phải biết mạch như thế nào, hoặc là đụng đến đâu là biết mạch nó như thế nào. Thì bọn phải luyện tập cái bàn tay đó là phải đặt cái tâm thức vào trong lòng bàn, đặt cái gọi là tâm mình vào trong lòng bàn tay. Mà cái tâm đó nó đặt được là phải nhờ cái hơi thở này. Ví dụ tôi hít vào như thế này để cảm nhận như thế này, thì phải đặt cái thiền ngưng là đặt ở đây, cái thiền ngưng là đặt để chỉ ở đây. Khi để tay mà cực kỳ nó mới nhạy cảm, mới nó mới tiếp thu ở đây. Thì tôi có luyện hôm trước, có luyện bòn này là thế, tôi luyện đá rồi. Có thể một đống đá kích thước bằng nhau, nặng bằng nhau nhưng mà màu sắc khác nhau, thì tôi có thể luyện bằng cái tâm thức. Tôi cầm món đá này tôi biết nó đá là màu gì. Và hiện tại là đang luôn luyện bộ bài. Đấy, bộ bài là bởi vì là cái phương tiện thôi, chứ thực sự các bạn luyện bộ bài đó là cái thứ nhất là nó có hai mặt. Một mặt có số với có hình, một mặt là giống nhau. Thì làm bộ bài mới tính đưa ra là tôi có thể tôi sờ ra, tôi lật ra bề nào là mặt, bề nào là lưng, cái này thì quá dễ. Bắt được cái thứ hai nữa là đặt ra cái là sơ và cảm nhận nó được là con bài số hay là con bài hình, cái này cũng được rồi. Cái thứ ba nữa là con bài số đó nhưng mà màu xanh hay màu đỏ, bởi vì màu đỏ là cơ với rô, màu đen là chuồn với bích, thì cũng đã bắt đầu phát hiện được màu xanh màu đỏ rồi. Mình sẽ phát hiện cơ đôi chuyện viết này, đi lát đi gắt. Được, cái này là đặt cái tâm thức, đặt cái ý chí và cái ý chí của mình vô khi thi. Được ạ? Con làm được cái gì đấy? Biết? Chưa. Con phải đặt một bên là... Nó rút ra cho con điều thuốc, con cầm con biết nào thuốc khả nghi. Hoặc là chỉ cần rót đi bia ra nơi này mà lắc lắc là biết đi Hà Nội, là biết Sài Gòn, biết ở đây. Thì đó là cái chi này rất là quan trọng. Mà mọi người nên tập mà cương cảnh giới từ từ, và khuyến cáo chưa tập được trải nghiệm hơi thở đúng thì chưa khoán tập cái này. Rồi tập hơi bụng là mệt lắm, khi nào mình theo dõi mà cái hơi bừng nó chưa được tự nhiên á, thì cái đầu tiên là nghĩ đến tôi phải kéo bụng ra, xong rồi kéo bụng ra dài hơn, rồi cuối cùng là một ngày chỉ làm lại, làm đi làm lại, nhầm là làm đi làm lại. Cho nên tập hơi thở bụng thật giỏi là tập cái này. Và nhắc lại là cái hơi thở này rất là quan trọng này. Lúc này là tôi chỉ mòn trải nhận cho mọi người thấy, nói ra nhiều nhưng mà chỉ yêu cầu hai động tác. Tập cho hơi thở đúng, đe cái này thổi ra
xong thổi ra hết hơi, xong là đứng người dậy là bụng tự nhiên nó phình ra và hơi thở nó vào để mọi người làm quen mới thở đầu tiên. Và cái thứ hai là cái động tác này, đưa người lên thì bụng vào, lên đưa người xuống thì bụng chặt xuống để tập cái hơi thở bụng cho quen. Đó là hai cái yêu cầu hôm nay cho tất cả mọi người đều nằm rừng. Những cái như lý thuyết đó là chẳng qua là nói cho danh dự của tôi là chém gió thôi, chẳng cả hai cái này là quan trọng nhất. Và cái hơi thở mọi người cứ từ từ, để là cái ba thi nhưng mà nên tập hai thi trước. Hai thi đừng có đừng có được bao nhiêu phút, mình còn tiếng này nữa chơi luôn đại lao một tí này nhá, không thể không mệt nhưng mà muốn đi vệ sinh tí nữa nhá. 5 phút tính nhá hay là 10 phút? Không vệ sinh nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.